Thưa quý vị, thưa các bạn, đối với một họa sĩ, hạnh phúc lớn nhất là sáng tạo và giới thiệu các tác phẩm của mình đến với công chúng yêu nghệ thuật trong nước và quốc tế. Vì vậy, triển lãm nghệ thuật Non Quê Xuân Vị được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã được các hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Nam Định sôi nổi hưởng ứng, đánh giá cao, xem như cách mở rộng cánh cửa sân chơi nghệ thuật để đưa tác phẩm đến gần hơn với công chúng. Rất nhiều hoa và nụ cười trong lễ khai mạc triển lãm nghệ thuật Non Côi Sông Vị. Đây là triển lãm đầu tiên có quy mô lớn của mỹ thuật Nam Định tại Hà Nội. Tại đây, 59 tác phẩm hội họa và điêu khắc của 25 họa sĩ Thành Nam đã được giới thiệu với công chúng. Trong những tác phẩm trưng bày, chiếm số lượng nhiều hơn cả là tranh lụa và sơn dầu. Ngoài ra còn có tranh sơn mài, tranh khắc gỗ, phù điêu đồng. Để tạo nên thành công của triển lãm, Bộ môn Mỹ thuật Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Nam Định đã phối hợp cùng giám tuyển họa sĩ Vũ Tuấn Việt và nhà sưu tầm tranh Lưu Danh Quang tuyển chọn ra các tác phẩm xuất sắc được hoàn thành trong các trại sáng tác và thâm nhập thực tế, phản ánh nhiều mặt của đời sống xã hội, bộc lộ những cảm xúc, tình cảm chân thành của các họa sĩ đối với quê hương, đất nước trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Đặc biệt có những tác phẩm đã đoạt giải tại các triển lãm mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng, triển lãm mỹ thuật toàn quốc. Họa sĩ thì không nói nên lời mà đưa bằng hình ảnh, và hình ảnh nó tạo ra được các cái sự kiện và tạo ra được những cái tiếng nói, tâm tư, tình cảm của các họa sĩ thì đều hướng tới một cái vẻ đẹp và một cái điều tốt đẹp nhất cho xã hội và cho chính bản thân. Bộ môn cũng đã có nhiều những các hoạt động trong năm diễn ra, và các cái cuộc triển lãm như là cá nhân rồi là triển lãm nhóm, và lần này là triển lãm của cả bộ môn là tổ chức ở trên Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, thì đây cũng là lần đầu tiên mà Nam Định khai mạc được một cái triển lãm ở trên này, và cũng đã cho đến bây giờ là cũng là rất thành công. Thông qua cái triển lãm này thì cũng muốn gửi gắm đến công chúng thủ đô và những người yêu nghệ thuật biết được là những cái hoạt động và những cái sự sáng tạo của văn nghệ sĩ Nam Định, và cũng là cái lan tỏa cái sức sáng tạo và lan tỏa những cái thông điệp đến với lại mọi người. Đây cũng là lần đầu tiên và cũng là rất là mới đến với lại các cái anh em họa sĩ ở Nam Định, và cũng là cái mà tiền đề để cho anh em Nam Định có những cái bước phát triển mới, và cũng là áp dụng cái công nghệ vào trong cái triển lãm để có những cái thuận lợi cho anh em trong việc trao đổi và sáng tác về nghệ thuật. Trên hành trình vươn tới cái đẹp của mỗi họa sĩ, môi trường hoạt động có vai trò khá quan trọng. Nhu cầu giao lưu, giới thiệu tác phẩm của các họa sĩ là rất lớn. Họ luôn mong muốn có được các sân chơi để thể hiện mình. Và công bố tác phẩm là điều mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng mong muốn. Vậy nên triển lãm nghệ thuật Non Côi Sông Vị tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam được ví như làn gió mới của hội họa Nam Định, khi thúc đẩy tinh thần nghệ thuật và cổ vũ những dịch chuyển văn hóa nhiều hơn trong tương lai. Xuất phát là từ một con của Nam Định, thì khi mà trong cái quá trình mà kết nối cùng với các họa sĩ ở Nam Định thì tôi có thấy rằng tức là các họa sĩ đang Nam Định đang thiếu một cái sự kết nối, đang thiếu một cái sự lan tỏa, mọi người sống ở trong cái nơi mà cái sức hút của giới sưu tập cũng giống như sức hút của các cái tác phẩm ấy, nó không được lan tỏa quá nhiều, nên tôi đã hướng tới việc là tìm một nhà tài trợ để kết nối, để giúp các họa sĩ Nam Định có thể thể hiện tài năng, có thể giúp các họa sĩ Nam Định đưa ra được những cái tiếng nói của mình và tiếng nói trong nghệ thuật của mình tại cái thủ đô Hà Nội này. Đời sống văn hóa nghệ thuật Nam Định trong những năm gần đây đang có bước phát triển mạnh mẽ cả về lượng và chất, gặt hái được một số thành công trong các cuộc triển lãm tại khu vực và toàn quốc. Trong sự phát triển ấy có một phần đóng góp quan trọng từ lực lượng họa sĩ. Họ có thể khác nhau về điều kiện, hoàn cảnh sống, khoảng cách thế hệ và cá tính, nhưng gắn kết với nhau bởi niềm đam mê mỹ thuật và mong muốn cống hiến tài năng của mình vì sự phát triển của nghệ thuật tỉnh nhà. Bằng nét vẽ khoáng đạt, sáng tạo, họ đã tái hiện vẻ đẹp của quê hương, đất nước, con người một cách sinh động, đa sắc màu. Một số tác phẩm cho thấy sự đầu tư công phu, phản ánh trung thực quá trình lao động nghệ thuật, bước đầu định hình quan điểm sáng tác của nghệ thuật Nam Định đối với đời sống Việt Nam đương đại. Văn hóa, cái sinh hoạt và những cái lễ hội truyền thống của quê hương
Đấy là những cái đề tài là trong thời gian này tôi rất là quan tâm, đặc biệt là mảng đề tài lễ hội. Và cái bức tranh mà hôm nay tôi tham gia với tên tác phẩm là Hội Là, thì đây là một cái quá trình là có rất nhiều thời gian, nhiều năm qua những cái lễ hội đấy, và tôi đã ghi lại cái cảm xúc của mình. Và bức thứ hai đó là cái bức tác phẩm Cổng Làng. Bức này thì tôi vẽ khổ rất là nhỏ, nhưng mà cái quá trình mà tôi tìm hiểu và tôi thâm nhập thực tế thì khoảng độ 6-7 năm, cái hình ảnh cổng làng với cái người dân nông thôn Việt Nam như tôi sinh ra lớn lên ở dưới quê, thì cái hình ảnh cổng làng thì có lẽ là không riêng tôi đâu, mà rất là nhiều người sẽ nhớ về cái hình ảnh quen thuộc đấy. Có khi quen đến mức là nó trở thành ký ức. Và tôi cũng có cảm xúc về cái cổng này rất là nhiều, từ ký họa, từ đi thực tế. Và năm 2002 vừa rồi là tôi đã hoàn thành cái tác phẩm là Cổng Làng này. Và cũng qua cái tác phẩm của tôi, cũng như là tác phẩm của anh em họa sĩ của người con Nam Định, thì muốn thứ nhất là ghi lại những cái cảm xúc của mình về những cái giá trị văn hóa của người Nam Định, người Thành Nam. Có những cái bức tranh thì vẽ về xưa, và có những cái bức tranh là cái sự kết nối giữa xưa và nay, và cũng có những cái bức tranh là vẽ theo cái hơi thở cuộc sống hiện đại của người Nam Định. Và qua triển lãm này thì cũng rất là muốn là cái cảm xúc của chúng tôi được lan tỏa đến những người xem và yêu hội họa hơn và yêu Nam Định hơn. Với bề dày truyền thống văn hóa, Nam Định không chỉ được biết đến là một địa phương có nền văn hóa đặc sắc và phong phú, mà còn là nơi sở hữu phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp với biết bao điều để nhớ, để thương cho những người con xa xứ. Đó là sự giản dị và mộc mạc của cánh cổng làng xưa, là sự trầm mặc của những di tích cổ nhuốm màu thời gian, là những gam màu rực rỡ trong những lễ hội dân gian, là cảnh quan khang trang, tươi đẹp của nông thôn mới. Tất cả đã tạo nên một chữ liệu văn hóa nghệ thuật với những xúc cảm đặc biệt. Trong dòng chảy văn hóa rất nhanh, mạnh, thưởng thức những bức tranh này, người xem thấy như thời gian chậm lại, thấy sự giao hòa của quá khứ, hiện tại và tương lai. Được biết là hôm nay có cái triển lãm tranh, thì bản thân tôi là người con của Nam Định, thì cũng lên đây mà sinh sống lập nghiệp thì cũng được mười chục năm. Thế thì những cái cảm giác ở quê hương, rồi là những cái hình ảnh, thì có thể chúng tôi xa quê thì tôi không cảm nhận đến những hình ảnh, những cái mà văn hóa, những cái mà truyền thống. Thì hôm nay có cái hội tranh, thì tôi lên đây tham quan thì tôi cũng gợi nhớ lại những cái lễ hội, những cái văn hóa và những cái tình cảm của quê hương, thì làm tôi gợi nhớ mình những cái tuổi thơ. Thực ra có những cái bức tranh đây thì tôi cũng hình dung được là cái lễ hội của Đồng Phù. Cái lễ hội này ngày xưa thì hồi bé ấy, là tôi cũng đã từng đi, đấy, đừng đi mà đừng tham gia lễ hội này, nhưng mà cũng lâu rồi cũng không được về để tham gia lễ hội. Thì qua cái triển lãm tranh này thì gợi nhớ đến những cái kỷ niệm và những cái văn hóa của quê hương. Đấy, thì qua đây tôi cũng rất là cảm ơn những họa sĩ cũng đã có những cái tạo lại những cái khoảnh khắc, những cái truyền thống văn hóa để cho mọi người biết đến quê hương. Nam Định là một thành phố giàu văn hóa, bản sắc và rất là đa dạng, các ngành nghề cũng rất nổi tiếng về giáo dục và các món ăn rất là ngon. Cho nên Thành Nam đã đi vào trong rất nhiều áng văn thơ cũng như trong lịch sử chiều dài của dân tộc, như Đức Thánh Trần, hoặc là ví dụ như là Đền Mẫu. Và khi mà tôi bước vào cái phòng tranh này thì tôi cảm nhận đầu tiên là tôi rất là tự hào những đứa con tinh thần, những tác phẩm lần đầu tiên Hội Nghệ sĩ Thành Nam tổ chức tại Viện Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội. Qua tham quan và ngắm các bức tranh, tôi rất là xúc động. Nó lột tả được cái cuộc sống đa chiều của các hội họa sĩ của tỉnh nhà. Đây là những bức tranh rất là chân thực, lột tả những cảnh đồng quê, những cuộc sống hàng ngày của người dân, cũng như là những cái di tích lịch sử. Ví dụ trước mắt tôi là cái cầu gói 500 năm tuổi rất nổi tiếng tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Tôi cũng đi một số nước
và cũng đi nhiều tỉnh và tham dự nhiều các cái triển lãm tranh, và tôi thấy là ở mỗi nước khác nhau đều có cái văn hóa khác nhau, có nền hội họa khác nhau, và chúng ta có thể tự hào nói rằng nền hội họa của nước nhà Việt Nam chúng ta rất đa dạng, phong phú, và trong đó có các tác phẩm hội họa của các nghệ sĩ tỉnh nhà Nam Định chúng ta. Những năm gần đây, việc phát triển các phòng trưng bày triển lãm, bảo tàng gắn với công nghệ số là xu hướng chung của thế giới. Tuy nhiên, đây còn là lĩnh vực hết sức mới mẻ ở Việt Nam. Và để lĩnh vực này thực sự phát triển, cần phải có sự thay đổi mạnh mẽ, không chỉ về công nghệ, kỹ thuật, mà cả trong nhận thức của nghệ sĩ cũng như công chúng. Triển lãm nghệ thuật Non Côi Sông Vị lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội với việc áp dụng quét mã QR code cho mỗi tác phẩm là cơ hội để các họa sĩ Nam Định giới thiệu tác phẩm của mình đến những người yêu hội họa, những nhà sưu tầm tranh, những vị khách trong nước và quốc tế. Tại đây, ý tưởng nghệ thuật của các tác giả được nâng niu và trân trọng. Trong một triển lãm mà có rất nhiều những cái nghệ sĩ khác nhau và ở đa thế hệ, có những người thì có những cái hoạt động nghệ thuật rất là dày dặn, và có những người thì có những là họa sĩ trẻ chứ cái hoạt động nghệ thuật họ chưa có nhiều, thì việc mà khi mà đưa ra một cái thông tin của các tác giả như thế thì sẽ có sự so sánh, cho nên tôi đã nghĩ tới việc rằng hay là mình kiểu ẩn bớt những cái thông tin ngoài lề đi, và mình chỉ và cho mọi người thấy rằng đây là tác phẩm của những họa sĩ đấy, và người ta hãy nhìn vào những tác phẩm đấy thay vì nhìn vào cái bề dày thành tích của từng người họa sĩ. Mọi người có thể quét cái mã QR code đấy, nếu mà ai mà quan tâm một họa sĩ nào đó thì sẽ tìm được chi tiết hơn để nhìn được những tác phẩm khác của họa sĩ và thông tin của tác giả đấy. Cái ngành mỹ thuật, cái ngành mà gọi là tranh thì ở mỗi một tỉnh rồi mỗi một thành phố là đều có những cái họa sĩ riêng. Thế nhưng mà hôm nay chúng tôi cảm nhận được cái họa sĩ Nam Định của mình ấy, các cái chủ đề thể hiện thì nó cũng rất là phong phú, rất là đẹp, và cũng có những cái nét riêng rất sáng tạo, cũng không thua kém gì các cái họa sĩ có tên tuổi. Bên cạnh mỗi bức tranh ấy, đều có một cái bảng nhỏ nhỏ ghi chú và có một cái mã QR ở đấy, thì rất tiện cho những cái người xem tranh và những cái người có nhu cầu tìm hiểu sâu thông tin về họa sĩ cũng như về cái bức tranh đấy, có nhu cầu có thể là mình trao đổi thêm thì chỉ cần dùng điện thoại smartphone là mình có thể truy cập được vào. Thì đấy là một cái mới, và đúng là nó phù hợp với cái thời đại công nghệ 4.0 này, thì mọi cái là chỉ gói gọn là trong một cái thao tác trên điện thoại thôi, là chúng ta có thể là cập nhật vào, là chúng ta tìm hiểu thêm rất nhiều thông tin liên quan đến tác giả cũng như là nội dung của cái bức tranh đấy. Đây là một cái rất là mới và cái rất là gọi là cập nhật đúng theo gọi là thời đại. Triển lãm Non Côi Sông Vị khẳng định sự phát triển mạnh mẽ, kế thừa và phát huy, lan tỏa giá trị văn hóa nghệ thuật Nam Định nói chung, giá trị của hội họa Nam Định nói riêng. Triển lãm là sự kiện mở đầu để Nam Định áp dụng công nghệ số trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật, góp phần ghi nhận, tôn vinh, quảng bá những thành tựu sáng tạo của các nghệ sĩ tỉnh Nam Định trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, đặc biệt là trong lĩnh vực mỹ thuật của địa phương và quốc gia.